Xin chào anh em. Nhân ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại đây, vận dụng những kiến thức về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng đạo đức chính trị cách mạng để nghị luận xã hội về một vấn đề vô cùng nhức nhối thời gian gần đây. Đó chính là có nên chọn laptop gaming để học công nghệ thông tin hay không? Đây chắc chắn là một câu hỏi rất là khó mà nhiều anh em phân vân. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần phải phân tích về điểm mạnh, điểm yếu của những chiếc laptop gaming, đồng thời so sánh, đối chiếu với nhu cầu sử dụng laptop của ngành công nghệ thông tin. Từ đó mới có thể rút ra được câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. À, và về vấn đề nhu cầu sử dụng laptop của ngành công nghệ thông tin thì chúng mình đã có một video phân tích chi tiết rồi. Nếu như mà anh em chưa xem thì mình sẽ để link ở phần bên trái hoặc bên phải này nhá. Và anh em hãy chắc chắn rằng là đã xem qua video đấy nhá, bởi vì trong video này chúng mình sẽ chỉ chủ yếu phân tích về điểm mạnh, điểm yếu của laptop gaming thôi. Nào, nếu anh em đã sẵn sàng thì bắt đầu video thôi. Laptop gaming đúng như tên gọi của nó là những chiếc laptop mà sinh ra chủ yếu để phục vụ nhu cầu chơi game của anh em. Chính vì vậy, nhà sản xuất đã cung cấp cho những chiếc laptop gaming này hiệu năng và cấu hình rất là cao. Khi mà so sánh với cùng tầm giá, những chiếc laptop gaming sẽ có hiệu năng và cấu hình vượt trội hơn hẳn so với những chiếc laptop Ultrabook hay là những chiếc laptop cho doanh nhân. Đi kèm với đó, để nâng cao trải nghiệm chơi game của anh em, nhà sản xuất thường sẽ trang bị cho những chiếc laptop gaming này một màn hình IPS có diện tích lớn khoảng 15,6 inch với độ phân giải khá là cao đấy. Bàn phím của những chiếc laptop gaming dạo gần đây khi mà mình sử dụng đã có cải tiến rất là nhiều. Những cái bàn phím này thường thì sẽ có diện tích của phím khá là to, có nảy, độ phản hồi tốt. Với sự tham gia của nhiều hãng thì giá của những chiếc laptop gaming đang ngày càng tốt hơn, sẽ khiến cho anh em sinh viên hoặc là có một túi tiền mà ở phân khúc tầm trung sẽ có thể tiếp cận được những chiếc laptop này một cách dễ dàng hơn. Và nói đến laptop gaming thì chắc chắn những chiếc laptop này sẽ có khả năng giải trí vô cùng tuyệt vời, phù hợp với những anh em nào mà sử dụng để vừa học tập làm việc mà vừa để giải trí, rất là tuyệt vời luôn đấy. Đó là những điểm mạnh, vậy thì còn về điểm yếu thì sao? Không có một chiếc laptop nào là hoàn hảo cả. Những điểm yếu của laptop gaming lại đến chính từ những điểm mạnh của nó. Chúng ta đã có hiệu năng cao, mà hiệu năng cao thì chắc chắn sẽ đi kèm với lại cả nhiệt độ cao. Mà anh em biết rồi đấy, nhiệt độ cao chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc mà tuổi thọ của linh kiện bị giảm đi, dẫn đến việc xuống cấp của máy. Chính vì vậy, nhìn chung nếu như mà chúng ta vận hành sử dụng chiếc máy gaming này trong một khoảng thời gian dài và lâu thì nó sẽ xuống cấp nhanh hơn rất là nhiều so với những chiếc Ultrabook và laptop doanh nhân đấy. Ngoài ra thì việc trang bị hiệu năng cấu hình cao và màn hình lớn cũng khiến cho những chiếc laptop gaming này sẽ có một trọng lượng và kích thước cũng lớn không kém đâu đấy. Thường thì chúng ta sẽ có những chiếc laptop sẽ có trọng lượng từ 2kg trở lên, hơi khó để mang vác và nếu như mà anh em di chuyển trong thời gian dài thì sẽ khá là khó chịu đấy. Ngoài ra một điểm yếu nữa mà mình cần phải nói đến đó chính là những chiếc laptop này sẽ có pin không được cao đâu. Những chiếc laptop mà mình sử dụng thì sẽ có pin trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 4 tiếng sẽ không đủ để nếu như mà anh em sử dụng trong cả một buổi tầm khoảng 7 đến 8 tiếng là không đủ đâu. Và như mình đã nói ở bên trên thì nhiệt độ chính là tác nhân chủ yếu gây ra sự xuống cấp của máy đúng không? Những nhà sản xuất cũng đã tính đến trường hợp này và trang bị vào những chiếc laptop gaming này những chiếc quạt tản nhiệt lớn, những công nghệ tản nhiệt rất là mát. Tuy nhiên thì điều này lại gây ra một điểm yếu tiếp theo ở trên những chiếc laptop gaming, đó chính là việc quạt tản nhiệt ồn và gây ra sự khó chịu nếu như mà anh em sử dụng vào buổi tối chẳng hạn. Diện tích màn hình lớn, độ phân giải cao. Tuy nhiên ở trên những chiếc màn hình gaming mà ở phân khúc tầm trung thì chúng ta sẽ được trang bị độ phổ màu không được cao đâu. Nên nếu anh em sử dụng laptop gaming để làm những tác vụ như là lập trình web, cần phải chỉnh sửa ảnh Photoshop, yêu cầu có độ phổ màu cao, độ sai màu ổn, thì khi anh em sử dụng những chiếc laptop gaming tầm trung thì sẽ không được hài lòng cho lắm đâu. Vậy thì tổng kết lại, anh em đã xem video cách chọn laptop cho sinh viên ngành công nghệ thông tin của mình rồi đúng không? Mình cũng vừa phân tích cho anh em điểm mạnh, điểm yếu của những chiếc laptop gaming. Vậy thì anh em có thể dễ dàng so sánh đối chiếu để có thể hiểu được chiếc laptop gaming này sẽ phù hợp với những anh em, những đối tượng nào của ngành công nghệ thông tin rồi đúng không? Đầu tiên là sẽ phù hợp với những anh em nào mà lập trình những ứng dụng mà yêu cầu cấu hình cao. Ví dụ như là lập trình game 3D này, lập trình Android Studio những ứng dụng nặng này, thậm chí là dùng để làm Deep Learning và AI nữa. Tiếp theo là sẽ phù hợp với những anh em nào mà yêu thích sự trẻ trung, yêu thích thiết kế hầm hố, mạnh mẽ và không di chuyển quá nhiều. Chống chỉ định đối với những anh em nào mà bị đau lưng, đau xương khớp, đeo một chiếc laptop mà 2kg thì sẽ rất là nhanh bị đau lưng đấy. Còn đối với những ngành còn lại, những ngành mà lập trình nhẹ này, lập trình web này thì mình vẫn khuyên anh em là nên sử dụng lựa chọn những chiếc laptop Ultrabook, những chiếc laptop doanh nhân sang xịn, mịn, thơm, mỏng, nhẹ, đẹp, độ bền cao, lại còn pin trâu nữa, rất phù hợp khi mà anh em sử dụng trong khoảng thời gian dài và bền bỉ.
Còn các bạn thì sao? Lựa chọn của các bạn là gì? Hãy cùng comment và chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Anh em cũng đừng quên là dù chọn Ultrabook hay là laptop gaming thì anh em cũng hoàn toàn có thể sử dụng mã giảm giá AZ300, giảm giá trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ mẫu máy nào mua tại cửa hàng Laptop AZ nhé. Mình là Bình Minh, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại cửa hàng Laptop AZ. Xin chào và hẹn gặp lại.